không biết là đã bao giờ các bạn thắc mắc là top server thì người ta chơi cái gì chưa? Thì trong video này mình sẽ review cho các bạn về top server của mình nha, Thiên Cung S2. Thì thật là tình cờ, bởi vì top 1, top 2, top 3 ở server của mình lại chơi theo 3 trường phái khác nhau luôn. Thế cho nên là mình sẽ review tất cả cho các bạn có thể tham khảo được người ta chơi như thế nào nha. Đầu tiên mình đi từ top 3 trước các bạn nhá. Top 3 của mình thì một bạn lên đến hợp thể trung kỳ rồi, ở VNV Fly. Đây, bạn này thì có bộ ngoại trang khá là quyến rũ các bạn nhá. Bạn ấy thì sử dụng con hổ, lý do là bởi vì bạn ấy chơi liên kích và bạo kích. Thế đây cũng là cái trường phái mà mình đang theo đuổi, bởi vì có lượng sát thương khá là ổn áp các bạn ơi. Và như các bạn có thể thấy thì bạn đấy chơi ở trong cái phần dị thú xâm lược này, sức sát thương của bạn ấy quá ngon lành cành đào luôn. Các bạn thấy không? VNV Fly top 1 luôn, 27,4 ức. Trong khi đó Happy tức là top 1 server chỉ được 22,27 ức thôi. Và một bạn nữa là 20,92 ức nha. Còn một bạn top 2 thì không thể nằm ở trong gọi là bảng xếp hạng sát thương top 3 của cái phần dị thú xâm lược. Đấy là lý do tại sao mình rất yêu thích cái trường phái là liên kích và bạo kích là như vậy nha các bạn. Đó, thì chắc chắn là khi các bạn ấy xếp hạng cao ở trong cái phần dị thú xâm lược, bạn ấy có nhiều điểm thì cái việc build pet của bạn ấy sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều so với những bạn khác nhá. Ok, tiếp theo là chúng ta quay trở lại với cả bạn VNV Fly. Thì cho các bạn xem thêm một số những cái chỉ số. Yêu lực của bạn ấy là 6.400.000 điểm lực chiến các bạn nhá. Để xem ra bạn ấy build về cái thần thông cũng như là tinh quái như thế nào nha. Tinh quái thì thứ nhất là bạn có Đại Minh Vương, bởi vì là có tăng thêm tỷ lệ bạo kích này các bạn này. Tiếp theo đây, có một em là bảo khí các thủ mình chưa có này. Sau khi bạo kích thì tăng 24% công của bản thân. Đấy, rất là ngon lành cái nào luôn. Và thêm một em phù tang nữa thì cực kỳ hợp lý, bởi vì khả năng hồi sinh đã chống chọi khá tốt với những em nào mà có gọi là pet kiểu như là ứng long với các bạn. Hoặc là đơn giản là hồi sinh thêm lần nữa là được phết đấy các bạn ạ. Thì các bạn cứ chê con hổ chứ thực ra nếu như chơi liên kích các bạn kích chơi hổ là ngon nhất rồi. Nhưng mình thấy thần thông của bạn ấy ngon lành này các bạn này. Đấy, bạn ấy có cái thực hồn chú này. Mỗi khi tấn công trừ địch 880 yêu khí là rất tuyệt vời. Bởi vì liên kích nhiều, đánh được nhiều ấy. Mỗi phát ra trừ 880 mà. Có những phát liên kích nó đánh 3-4 phát thì trừ cũng phải khá khá đấy. 3-4 nó cũng phải 2.400 đến 3.000 điểm yêu khí bị trừ đi. Thốn thực sự luôn. Tiếp theo là cái phục ảnh nha. Sau khi linh thú phóng kỹ năng lần đầu thì được nhận 13,2% thuộc tính liên kích và kháng liên kích nữa. Quá ngon. Đây. Các bạn đấy ảo ma Canada, bạn ấy là sở hữu được mấy cái thần thông ngon đấy nhỉ. Mình chơi liên kích bạo kích ở mãi trở ra. Đây là có 72 phép biến hóa nữa luôn ạ. Ai xui thần thông mà đấy được thực sự ạ. Tấn công một lần bằng 220% công và hồi 3.000 yêu khí. Sướng. Rồi, khi HP dưới 32,5% sát thương phải chịu mỗi lần không quá 800. Ui. Đây, kim cang bất hoại đây này. Đây là một trong những cái thần thông mà quá trời quá đất khỏe luôn các bạn ơi. Cũng là một trong những cái cách để khắc chế ứng long rất là tuyệt vời. Ông mà trời các bạn nhé. Đấy, được quá nhờ. Quả thần thông của bạn VNV Fly này xịn xó bò thực sự luôn á. Được đấy. Tiếp theo, top 2 là chính là Daddy Kang. Daddy Kang thì hiện tại đang chơi em linh thú. Đó chính là con Thanh Long. Em này gọi là con bố của con ông già ấy các bạn ạ. Thì cơ chế của nó đánh gần giống con ông già nha các bạn ơi. Thì bạn đấy là chơi vào choáng cũng như là liên kích nha các bạn. Mặc dù bạn ấy cũng có chỉ số liên kích nhưng mà đi kèm với choáng nữa thì chắc chắn là đi PK nó sẽ khó chịu hơn là liên kích bạo kích. Nhưng các bạn có thể thấy là liên kích với cả choáng thì không thể nào mà đọ sát thương ở trong phần dị thú xâm lược bằng bạn VNV Fly. Đấy, nên là mình nói nó cũng có cơ sở cả chứ các bạn ạ. Rồi, tiếp theo về cái thần thông. Ui, thần thông của bạn ấy thì không ngon bằng bạn VNV Fly nha. Tấn công một lần bằng 160% công đóng băng địch cho đến hiệp tiếp theo, băng phong gần dặm này. Cái tím xem nào. 25% sát suất kích hoạt, tăng 17,2% công cho bản thân. Bình thường. Cái này là 60 lần linh thú tấn công giúp chủ nhân hồi HP 5% HP tối đa và tăng 10% công. Ô, cái này thì ngon này. Bởi vì là bạn ấy chơi Thanh Long thì nó hợp lý. Lại tiếp tục là có kim cang bất hoại. Trời ơi, chắc là có mỗi mình chưa có quá à. Tinh quái. Tinh quái bạn ấy thì chơi lôi công, bởi vì là chơi Thanh Long thì mỗi một lần oánh thì sẽ được thêm 20% công nữa. Tuyệt vời. Bạn ấy cũng chơi em Sơn Dã Tinh giống mình này. Mình cũng thích em Sơn Dã Tinh này, mặc dù phẩm lam thôi nhưng mà cái khả năng hồi HP của nó, ví dụ nha, bình thường đúng không, mình đánh một sát thương đánh pùm một phát là nó phải mất một khúc máu, nhưng mà không, có em Sơn Dã Tinh này thì lúc đấy tự nhiên máu mà dưới 30% nó hồi máu lên mà, thì đánh phát tự nhiên lại không mất sát thương mà lại hồi được thêm máu. Ủa, sướng. Nhưng bạn ấy cũng có phù tang rồi, trong khi đó mình chưa có, cay thế nhở. Tiếp tục chúng ta cùng đến với bạn top 1, đó chính là bạn Happy. Đây, Happy này là bang Hắc Long và lực chiến thì phải gọi
khủng bố luôn các bạn ạ. Uầy, vượt trội hơn so với tất cả các thành viên còn lại nha các bạn. Ghê gớm thật, dã man con ngan luôn. Và hiện tại thì các bạn biết rồi đấy, nếu như top 1 server như bạn đấy, mình cũng chơi né thôi. Nó quá khó chịu luôn đi, né bạn đấy lên 300% thì bố ông nào đánh được, cay thế nhẹ. Bạn này build đỉnh thực sự luôn ạ. Đây thì Linh bảo 4 sao rồi, nhưng mà lực chiến bạn này cao quá. Ê, chơi kiểu imba quá các bạn ơi, bá đạo server quá, không ai có thể đú được. Lại còn có dòng cường hóa linh thú cộng 9 nữa này các bạn ơi, thêm một dòng lam cộng 9 nữa. Ui chào, chán luôn, nhìn con kỳ lần bạn ấy mà chán. Rồi tiếp theo nữa đó chính là Hình Thiên đấy, được nhận 24% né nữa này, phù tang hồi sinh nữa đấy. Trời ơi, thế này thì sau 15 hiệp nhất là mình đánh toàn trượt đấy. Cái thứ hai là bạn ấy phản công lại dã cho thì thôi toàn luôn các bạn nhá. Rồi để mình xem nào, tấn công một lần là 175% công, băng phong ngàn dặm thì có đóng băng, câu kéo các bạn ơi, sau khi phóng đạo pháp thì sát thương tăng 24% và có 52% sát suất làm choáng kẻ địch. Ái chà chà, càng đấy. Và bạn ấy cũng có thêm một cái đan tâm đồng tịnh này, cũng tương tự như bạn là Daddy Kang nha. Và tiếp tục lại có kim cang bất hoại nữa các bạn nhé. Thì đó, top server của mình, ba trường phái khác nhau thì mình cũng review về tất tần tật cho các bạn rồi. Thì các bạn thích theo trường phái nào thì các bạn có thể build giống như các bạn đấy để có thể lên top cao nhá. Nhưng mình thì mình vẫn thích liên kích và bạo kích. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye.